Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước trong kênh của mình có đăng một bài video nói về ngôi chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh tại thành phố Villeneuve-sur-Lot, cũng được nhiều người bạn rất là thích và quan tâm. Cho nên hôm nay mình trở lại và kể một chuyện cho các bạn nghe về ngôi chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh và vì sao. Một năm rưỡi, 2 năm về trước thì 11 người, những người bạn đạo của mình tại chùa Liên Hoa, Bordeaux, mới có ý định là chúng mình xuống dưới chiều chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh để chùi rửa, lau chùi rửa những cái tượng Phật vì lâu ngày đã bị đóng rong rất là nhiều. Cũng như các bạn thấy trên cái hình này, Phật Bà, tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát và những cái tượng A-la-hán bị đóng rong rất là nhiều. Thì cái mình trong video này mình sẽ kể lại cái hôm cái buổi đó lúc chúng 11 người bạn của mình cùng với mình đi xuống với chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh để lau chùi rửa những cái tượng Phật và làm sạch sẽ trong sân. Trong cái hình kế tiếp này thì các bạn thấy cái chi tiết về cái tượng của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên, xem thì rất là đau lòng. Thấy như vậy thì thật tình người con Phật nào, người Phật tử nào thì cũng chịu không nổi. Đây là những cái hình ảnh lúc trước khi mình xuống chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh, của cái tượng tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát và những cái tượng A-la-hán cũng vậy, cũng bị đóng rong rong rêu rất là nhiều. Và còn một cái tượng của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trong một cái lồng kiến thì có cái mái che, nhưng mà nơi đây thì đã 40 năm rồi không có mở cửa của cái lồng kiến này ra để lau chùi, rửa và làm cho sạch sẽ, cho nên màng nhện đóng rất là nhiều, với lại bụi đều tấp lên thân hình của tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, coi rất là mình đứng xem thì rất là khó chịu. Sẵn đây thì bây giờ mình cho các bạn xem cái hình ảnh trước khi lau chùi rửa và sau khi đó, cũng như các bạn thấy trên cái hình này. Và trong video sau này đó thì mình sẽ kể lại cho các bạn với vài cái hình ảnh quay quay phim được, nhưng mà quay thì nó không có tốt lắm thôi, thì bây giờ các bạn cũng thông cảm và coi cho đỡ ghiền và cũng đừng có trách móc, tại vì lúc đó thì thâu cũng không có được tốt lắm và nó hơi giật. Đây là một cái hình nữa ha, trước 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 với lại sau, lúc mà chùi rửa những cái tượng của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong video này thì xem lại thì cũng gợi lên rất là nhiều kỷ niệm và mình cũng không khỏi rất là bùi ngùi trong lòng vì có một người trong 11 người xuống hôm bữa đó xuống chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh tại Villeneuve-sur-Lot thì bây giờ thì người đó cũng không còn trên thế gian này nữa. Cho nên mình xem lại, nghe lại những cái tiếng nói thì cái lòng rất là bùi ngùi và gợi lên tất cả rất là nhiều kỷ niệm. Thôi bây giờ mình sẽ ngừng nói và mình sẽ để cho các bạn xem vài đoạn phim của ngày hôm đó, chúng mình 11 người từ chùa Liên Hoa, Bordeaux xuống chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh để làm Phật sự và chùi, lau chùi rửa những cái tượng Phật.
Quan Âm 40 năm nay mới mở ra để lau chùi. Có những người ngưỡng mộ đang dần bắt đoàn quét bụi ở trong, Đức thì xịt nước cạc xe để thử. Bây giờ tạm thời đi chữa ở phía ngoài. Sợ bị tắm đuối. Bắt đầu đi ra tại sợ bị tắm đuối. Đức nhất định xịt. Nhất định xịt. Xịt nước. Rồi, vô bếp đây. Tắm Phật, Đức tắm Phật. Giỏi quá, Đức giỏi quá. Lấy người dùm Đức tắm Phật. Rồi, có người cha nước nữa. Có này không? Có thấy. Hồi nãy có thấy. Tông phải cẩn thận đó, Tông. Này bao nhiêu công đức? Dạ, 40 năm nay. Như thế này để bao nhiêu công đức nhỉ? Thôi. Dạ. Bóng lên thấy không? Đẹp quá. Để cho sáng chùa hết tất cả. Và xong ở dưới nữa. Tôi theo nước vào. Dạ. Hiếu công mát thì có công mát nãy giờ đó. Nãy giờ công mát nhiều. Này. Bảy người coi Đức tắm Phật. Tắm Phật Quan Âm. Không thấy đó. Chỉ giờ là theo tôi có không chỉ đi chứ. Ở phía dưới. Chưa, từ. Cái đó là mình xuống dưới, mình thích ở dưới rồi mình thích xuống, mình thích được. Mình vô miếng kia xong rồi. Ở bên này cũng vậy, bên này lấy mùi rẻ cho tao. Ráng ráng phía trước đi, rồi cái còn phía sau mình xuống dưới cho mình làm việc này cho. Chị Ngọc Lan, rất thấy sao? Dễ. Hôm nay một ngày trời đẹp, thấy nhiệm vụ ăn trời ghi mấy ạ của mình hoàn thành nhờ công đức của mọi người. Đức tắm Phật và Quan Âm rất tốt, rất đẹp, rất hay. Đây. Đó. Rồi thì bắt đoàn đường lau cái nhà chiến. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu mình sửa soạn. Ok. Để đường đi về. Rồi. Tại vì tối trong đông đoàn lái xe không được cho nên phải về trước khi mặt trời ngủ. Dạ cảm ơn chị Ngọc ạ. Rồi bắt đầu nói vài câu đi bắt đầu. Bữa nay mình đâu rồi? Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Anh em chúng tôi là xuống đây làm Phật sự như là để mà giúp cho chùa Sinh Nhiêu Việt quang minh một thời gian để mấy cái tượng Phật ở ngoài trời quá lâu nó hư hại rất là nhiều. Hôm nay thì nhân một ngày nữa anh em xuống đây để lau chùi rửa sạch sẽ cái
cái khuôn viên này để một cái hình ảnh nó bị mai một quá, tượng Phật mai một nó hư hại rất là nhiều, cũng thấy đau lòng. Trước những cái tượng Phật bị gần như là bị quan phế, bị bỏ quên. Mà thôi, xin hộ trì hay là hồi hướng cho tất cả các anh em, các chị em đã bỏ một ngày hy sinh cho gia đình để mà đến đây giúp đỡ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn ba quan hội.